như vậy chúng ta pha nước 10 lít nước với lại 1 kg nước súp, sau đó nước vừa lăn tăn sôi thì chúng ta cho cái phần thịt nạc bò vào và chúng ta lấy cái chảo chúng ta xào vàng cái phần gia vị, chúng ta đổ vào chung nấu để cho nó thơm. Các bạn sẽ sử dụng đối với một cái nồi khoảng 10 lít nước á, thì các bạn sử dụng khoảng chừng thêm 2 cái hoa hồi, 1 cái trái thảo quả, 1 muỗng cà phê đinh hương, 1 muỗng cà phê tiểu hồi. Tất cả những cái này chúng ta xào lên. Thì nếu mà bạn nào thích thì có thể nướng cái củ gừng đó và nướng thêm củ hành tím cho vào nồi phở. Chúng ta có thể đem thêm muối, có thể đem thêm đường phèn, nhưng mà cái vị giờ là chúng ta nên cho một chút xíu muối vào. Và đường thì chúng ta sử dụng đường phèn chứ không sử dụng đường khác. Đường phèn các bạn cho vào một cục khoảng cỡ ngón tay cái, các bạn cho vào đường phèn nó sẽ làm cho cái vị của phở thì nó dịu chứ nó không có bị ngọt gắt. Lưu ý là